bạn ơi, mình sẽ làm những cái cục pin, mình đi thu hoạch những cái cục pin nha. Wow, quá trời pin luôn, rồi lắp vô những cái máy đài cassette này cho nó hát lên luôn. Rồi. Lấy pin nữa, lắp vô. Mình đi lấy pin để mình lắp. Ồ, có một cái con thỏ màu xanh khổng lồ luôn. Quá dữ. Rồi xong cái màn đầu tiên. Tiếp theo. Rồi lấy pin tiếp, lắp vô cái đài này luôn. Đầy pin đi. Vô, đầy pin rồi. Ơi, chờ rồi. Lấy mất mấy cục pin này các bạn ơi. Chơi lại. Bị thiếu. Bị mất tập trung, bị mất hết mấy cục pin, uổng quá. Giờ phải tập trung lại kỹ nha. Rồi lắp vô cái máy màu đỏ đi. Lắp vô cái quạt máy, quạt cho nó mát nha. Trời nóng quá. Rồi quẹo qua, quẹo trái quẹo phải. Rồi tiếp theo, lắp vô cái màu xanh đi. Nãy màu đỏ rồi tới màu xanh. Rồi màu xanh luôn. Rồi đi về đất luôn các bạn. Chuẩn bị nha. Coi mình nhân 10 mới được nha. Nhân 10, nhân 7 hả? Trời uổng quá. Nhân 5 luôn, nhân 10 nè. Nhân 10. Rồi sao nó mất tiêu luôn rồi. Nhân 5 thôi các bạn, không có được nhân 10. Uổng quá. Ít còn cục. Còn cục nhân 3 thôi. Tiếp theo. Ồ, lấy pin tiếp, ném mấy cái dòng xe đỏ đỏ, bánh xe đỏ đỏ ra để nó lấy pin mình mất tiêu luôn nha. Mình qua cái xanh đi cho nó ít pin hơn. Cái đỏ phải lắp nhiều pin hao quá. Rồi, bay lên luôn. Bẻ qua. Ồ, một cuộn pin trong đó quá trời nhiều pin luôn. Tiếp theo, mình lắp, trời ơi, đèn sáng quá trời sáng luôn các bạn. Sắp lên tới gồ luôn rồi.